Chúng con là đàn kia được không mẹ? Được chứ. Này bạn ơi, khi ta vui hãy đập tay nhé. Đập tay. Này bạn ơi, khi ta vui hãy đập tay nhé. Đập tay. Khi bạn biết mình đang hạnh phúc và muốn nói cho cả thế giới vậy hay vỗ tay theo tôi nào bạn ơi. Vỗ tay. Này bạn ơi, khi ta tức giận mình dậm chân. Dậm chân. Này bạn ơi, khi ta tức giận mình dậm chân. Dậm chân. Khi bạn biết mình đang giận dữ và muốn nói cho cả thế giới dậm chân theo tôi ngay nào bạn ơi. Dậm chân. Này bạn hãy cứ khóc khi bạn buồn nhé. Này bạn hãy cứ khóc khi bạn buồn nhé. Khi bạn biết mình đang buồn này bạn hãy ngáp khi buồn ngủ nhé. Này bạn hãy ngáp khi buồn ngủ nhé. Khi bạn biết mình đang buồn ngủ quá và muốn nói cho cả thế giới, hãy ngáp theo tôi ngay nào bạn ơi. Này bạn ơi, hãy hooray khi mình hào hứng. Hooray. Này bạn ơi, ấm trà nhỏ đến đây. Và đây là chiếc vòi. Bạn để tôi một lúc nước sẽ có ngay rót vào một chiếc chén bé xinh này. Nước này mẹ. Mập mà và nhỏ bé, chính tôi đây ấm trà. Đây là cái tay cầm và đây là chiếc vòi. Bạn đợi tôi một lúc, nước sẽ có ngay rót vào một chiếc chén bé xinh này. Mùi thật thơm. Mập mạp và nhỏ bé, chính tôi đây ấm trà. Đây là cái tay cầm và đây là chiếc vòi. Bạn đợi tôi một lúc, nước sẽ có ngay vào một chiếc chén bé xinh này. Lại đây nào, ngồi vào ghế này, hãy mau ta chọn một kiểu tóc trông sẽ thật rất ngầu. Yippee yippee yeah, yippee yippee yo. Snip snap snip, snip snap snip, cắt tóc thôi.
lại đây nào, ngồi vào ghế này, hãy mau ta chọn một kiểu tóc. Trông sẽ thật sắc ngầu. Yippee yippee yeah, yippee yippee yo. Sniff snap sniff, sniff snap sniff. Cắt tóc thôi ôi mình thích quá. Thay đổi nào, 1, 2, 3. Trông thật tuyệt, mái tóc rất ngầu. Bạn lại đây nào, ngồi vào ghế này, hãy mau ta chọn một kiểu tóc. Trông sẽ thật rất ngầu. Yippee yippee yeah, yippee yippee yo. Sniff sniff sniff, sniff sniff sniff. Cắt tóc thôi ôi mình thích quá. Hay rồi nào, 1, 2, 3. Trông thật tuyệt, mái tóc rất ngầu. Nào mời ba mẹ ngồi vào ghế này, hãy mau ta chọn một kiểu tóc. Trông sẽ thật rất ngầu. Yippee yippee yeah, yippee yippee yo. Snip snap snip, snip snap snip. Cắt tóc thôi ôi mình thích quá. Thay đổi nào, 1, 2, 3. Trông thật tuyệt, mái tóc rất ngầu. Chúng tôi thế nào? Con yêu, đến giờ đi tắm rồi. Oh yeah. Hãy đi tắm thôi. Lu la la la, hãy mau trượt. Trượt xuống nào. Cái nhỏ rơi vào bồn tắm. Một. Hãy đi tắm thôi. Lu la la la, hãy mau trượt. Trượt xuống nào. Rùa nhỏ rơi vào bồn tắm. Hai. Hãy đi tắm thôi. Lu la la la, hãy mau trượt. Trượt xuống nào. Cá heo rơi vào bồn tắm. Ba. Hãy đi tắm thôi. Lu la la la, hãy mau trượt. Trượt xuống nào. Rùa nhỏ rơi vào bồn tắm. Sẵn sàng chưa? Hãy dũng cảm lên, tự tin vào bản thân. Cuộc đua bắt đầu ngay bây giờ, hãy sẵn sàng. Chuẩn bị nào, ta đua thôi. Chuẩn bị nào, ta đua thôi. Ai nhanh hơn ai nhanh nào bạn ơi? Nào mình cùng thi đua thôi.
Nào mình cùng thi đua thôi. Nhanh chân tiến lên. Mình có thể làm được. Bạn nhỏ của tôi bây giờ sẵn sàng chưa? Hãy dũng cảm lên, tự tin vào bản thân. Cuộc đua bắt đầu ngay bây giờ, hãy sẵn sàng. Chuẩn bị nào, thi đua thôi. Chuẩn bị nào, thi đua thôi. Ta lăn vòng này, người nào sẽ chiến thắng? Nào mình cùng thi đua thôi. Nào mình cùng thi đua thôi. Lăn đi tiến lên. Mình có thể làm được. Hãy chuyển sang trận đấu tiếp theo nào. Bạn nhỏ của tôi bây giờ sẵn sàng chưa? Bé dũng cảm lên, tự tin vào bản thân. Hãy tiến lên nào, ai sẽ thắng cuộc? Chuẩn bị nào, ta đua thôi. Chuẩn bị nào, ta đua thôi. Xem ai thắng cuộc nào, chạy nhanh lên. Nào mình cùng thi đua thôi. Nào mình cùng thi đua thôi. Nhanh chân tiến lên. Mình có thể làm được. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trận đấu cuối cùng. Bạn nhỏ của tôi bây giờ sẵn sàng chưa? Hãy dũng cảm lên, tự tin vào bản thân. Cuộc đua bắt đầu ngay bây giờ, hãy sẵn sàng. Chuẩn bị nào, ta đua thôi. Chuẩn bị nào, ta đua thôi. Ai nhanh hơn ai, mình là thật nhanh. Nào mình cùng thi đua thôi. Nào mình cùng thi đua thôi. Con yêu ơi, hãy cố lên. Con có thể làm được. Chúng con muốn giúp ba mẹ. Một. Rồi đến hai. Rồi đến ba. Và bốn đây. Năm. Rồi đến sau đây. Tiếp đến bảy. Củ khoai tây này. Cùng nhau trồng một chút khoai tây trong vườn nhé các con. Một củ khoai tây. Hai củ khoai tây. Ba củ khoai tây. Bốn củ khoai tây. Năm củ khoai tây. Sáu củ khoai tây. Bảy củ khoai tây. Nhiều hơn. Rồi đến hai, rồi đến ba.
Nên làm nguội trước khi ăn nhá. Mình làm bánh,